trời. Ai đó? Ai đó? Trời, ai vậy ta? Mới xảy ra không chú chị? Ông mẹ một cái cốc vậy bắt tiền đô không hơn bị nhiều rồi lót vàng chưa tính. Vàng ở đâu? Vàng mất trộm chứ đâu. Ai trộm? Thì bọn nó chứ ai trộm. Có không trời, sao chú biết? Trời ơi. Nghe nói là sao? Trời, má trong đó rồi lưỡi ra mà biết. Trời đất ơi. Nghe nói là ổng tu học ở đó cũng mấy chục năm không chú? Trời ơi. Bữa nay con mới nghe chú nói là cái vụ vàng á. Cái đó Phật tử rồi bên nước ngoài rồi ta cúng dường rồi nhiệt không chú? Mà vàng sao ổng ổng vô trong đó làm chi? Vàng ta gửi đâu chứ sao mà chôn được? À, Phúc xin chào cô chú chị và bạn. Hiện tại thì Phúc đang ở trong một cái này phải nói là cái villa ha, là cái gì đó là rất là lớn luôn cô chú chị. À, đang bị đình công nè, đó sắc trời rồi nè cô chú chị xem nè, đó sắc trời rồi á, là để rất là nhiều trên đó. Không biết cái chỗ này là ở chỗ nào đây nữa nè. Đó thì mình cũng nghe nói á, là thầy của mình á, là có rất nhiều tiền và có rất nhiều bất động sản của chú chị. Cũng không biết phải cái này là phải có phải thầy mình không. Nè cô chú chị xem nè, đó khủng khiếp không. Cái này làm như là cái khu phức hợp rồi đó, mà sao xây dựng tới đây là giờ bỏ rồi. Giờ mình sẽ đi vào bên trong để quay cho cô chú chị mình xem. Đây là cô chú chị. Đó, rất là lớn luôn. Hôm nay thì đi có một mình nè, không có mấy anh em đi. Đó. Thì thầy của em á là nghe nói là có rất là nhiều bất động sản. Biết phải cái này là của thầy hay không thì mình không biết nữa. Giờ để đi vô trong coi xem trong đó nó có cái gì của chú chị. Đây là phải nói là nó lớn khủng khiếp luôn. Cái điện thoại là không lấy được hết luôn á. Rất là lớn. Bây giờ mình sẽ đi vào đây cũng có đường lên nè. Đây đường lên, ở dưới là cái tầng hầm. Mình nghĩ chắc tầng hầm để xe. Cái này chắc làm cái khu nghỉ dưỡng quá. Dưỡng gì sọp vậy nè. Mà sao làm tới đây giờ bỏ quan rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên đến giữa hay là đi lên bề này ta. Đi lên đây thì vòng qua cho cô chú chị xem. Quá trời lớn luôn. Thì có cái này cái gì dưới đây trời. Có ông chú á, ông nói á là thầy có rất nhiều vàng đô la để khắp nơi, cất giấu khắp nơi luôn. Không biết cái này rồi có thầy em không biết, là mình không có khẳng định được nha cô chú anh chị, chỉ quay chia sẻ thôi. Trời ơi nó giọng khủng khiếp luôn nè. Quá trời lớn, trời đất ơi. Cái diện tích cái ngôi nhà này ở nó là quá trời khủng. Nước không mà sao bỏ ra ta. Đây có lẽ là để toilet quá. Ôi trời quá trời luôn. Quá trời dơi trong đây. Ôi trời. Coi kìa. Khủng khiếp thiệt. Nó mà để đi giáp cái này á là cũng không biết là phải tốn thời gian bao lâu nữa trời. Trời ơi.
quá là lớn. Xây này bỏ làm gì ta? Xây này làm gì trời? Quá trời quá đất, phải nói là khủng khiếp luôn, quá trời to. Đây, cô chú anh chị, dời quá trời dời luôn. Đây là cái khu vực sảnh chính. Đó, trời ơi, nó rộng, nó khủng khiếp thiệt. Nãy gì vậy trời? Xây rồi bỏ quan luôn. Bỏ dơ vô đây nó ở. Khủng khiếp thiệt. Đây là cái cầu thang này của chú chị. Quá trời lớn à. Xây gì mà lớn quá trời, về bố khăn trời này là nó trị giá hàng trăm triệu luôn, hàng trăm tỷ. Mình sẽ đi lên trên. Bây giờ cứ chú chị xem. Ở bên đó là cái gì trời? Nè. Chú chị xem nè. Đó. Vậy ta? Nó cái gì vậy? Quá trời lớn, phải trời rộng ngọt ơi. Trời đất ơi, phải nói là quá khủng khiếp. Nè, sắc chợ lên nè. Còn muốn xây nữa đó. Đó. Muốn xây nữa mà. Mà sao mà đình công rồi. Bây giờ trên đây giống lỏng à. Mình sẽ đi xuống dưới, quay chia sẻ cho chú dễ xem. Đây những cái phòng đó xây bỏ đều bỏ quan đó. Đây là những cái phòng ốc dãy cầu thang bỏ quan đó chú chị. Tiếp thì dưới đây là làm cái hồ. Phải nói là nó to khủng khiếp. Trời, dưới đây còn nói gì vậy? Dưới đây còn nữa nè. Đây đường đi xuống tầng hầm. Nước không à. Nước không à cô chú chị. Giờ mình lấy xăng. Xăng quần lên. Dơi nó kêu ché 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 ché. Gì trời. À đó.
Alo. Trời ai đó. Mới xảy ra không chú chị? Ai mới vậy hả? Ai vậy? Này có người núp dưới đây hay gì nè? Tiếng anh đó. Thấy ai đâu? Tiếng người chạy đây. Đâu rồi? Ngõ trời. Đó 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 đó. Đâu sẽ là mầm vậy? Ghê vậy? Đó. Cái tiếng người chạy ở có nước chạy. Bây giờ đi xuống một mình không dám xuống cơ chứ gì. Sợ một cổ đó phục kích nó tấn công mình có không? Không. Nè. Đó trong đó còn nè. Đó. Sau đó là có cái hầm nữa đó. Bây giờ mình đi xuống dưới rồi mình sợ phục kích tấn công mình dưới luôn mới ghê. Sợ đó nghe chạy mau chạy. Lên đây thì không thấy ai. Ghê vậy. Nè cô chú chị xem. Má sợ nó đó. To với nó là khủng khiếp. Bây giờ đi xuống dưới với hai ba người. Có gì thì hỗ trợ lẫn nhau chứ mình đi xuống à. Sẽ nó chơi mình luôn dưới đó chứ. Nó chạy. Chạy nhầm trong đó. Sao ghê vậy? Đó, đó. Đó. Ồ, máy bay. Gì mà. Làm gì mà ghê quá à, cô chú chị. Đi có một mình nè. Vì xe đậu đó đó. Đó. Xe đậu dưới để mình đi một vòng rồi cho cô chú chị mình xem. Ở dưới tầng hầm á. Nhưng nó chạy dưới. Chạy đông nước luôn. Mà không biết là người ta cái gì à. Có tàn thuốc nè. Đây có người ngồi hay gì nè. Đây là dưới hầm à. Có mấy căn hầm dưới đó đó. Nó nở dưới đó đó. Mấy căn hầm dưới đó đó coi chú chị. Nở dưới. Ai mà. Ai kỳ ta. Sao lên đây không thấy ai vậy? Này gì đây?
phiến nó đục, phiến mối gì mà nó đục lên. Khu vực nãy dưới đây nè, cái này phải cần anh em tới với một mình không dám xuống dưới. Bỏ quan như thế này vậy sợ mấy anh xì. Đó, cô chú chị dọc xem nè, nó quyền bí thế ghê không. Nó to cái gì mà nó to khủng khiếp luôn à. Không lẽ thầy em vào dưới trời. Nước không à. Đó, ngã mình xuống đây nè. Ngã xuống đây là người chạy dưới á. Chạy 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 nước luôn mà. Không thấy gì hết. Rộng thênh thang luôn, cái này xây để làm gì trời. Cái này không biết xây để làm gì luôn á. Tới mình lòn vô cái này, mình sẽ quay cho chú chị xem nè. Đó, ở dưới đây nè. Đó. Ở dưới mấy cái tầng hầm này nè. Có người dưới đó đó. Người dưới mà nghe tiếng mình đi tới cái rồi chạy mất rồi nè. Coi nè, khủng khiếp không ông bà ơi, chừng nào mà mới có được cái như vậy mà ở được một phòng thôi. Vào cái gì mà vào dưới trời. Ai ta kêu thì không lên tiếng. Đó đó đó. Đi chơi. Người nào mà bí ẩn. Ở đây, để giờ mình đi xuống. Xuống dưới vô xác cái mé này nè. Quay cho cô chú anh chị xem ha. Không biết là tức là đường xuống lại là bên đây, bên đây. Ê, quá trời lớn luôn. Đây. Đây. À, mình xem cái giữa nè. Đó là giữa cái nhà. Cầu thang lên trên đó nè. Chả biết xây làm gì. Xây chim to khủng khiếp vậy bỏ. Đây, dưới nè. Bây giờ cái khu vực kia giờ mình không dám vô cô chú anh chị. Vô sợ. Sợ có người tấn công mình. Thầy thì nhiều lính lắm. Thầy nhiều lính lắm. Đây nè, mấy cái đường hầm này chắc em nghĩ chắc ra là để xe quá. À, coi nè, khủng khiếp không? Quá trời quá đất. Nè cô chú chị, bây giờ cái
cái nơi bí mật á là trong đường hầm dưới đó, đó. Thì để mình cầu cứu mấy anh em đi vô trong đó. Quá trời không dám xuống, xuống nói chung là ở dưới nó tối thui à, mà giờ mình xuống mình sợ tấn công thôi. Đi vô một mình là rất là nguy hiểm như đó. Nè, là những cái cầu thang nè. Cứ rầm trên đó, không biết cái gì mà rầm. Để mình lại đây. Đây thấy. Ô, đi bất chật, không thấy đâu trong. Chỗ này bất chật. Thấy trong được. Xe này chi trời. Ơi, sao bất chật thế ra. Quá trời lớn luôn chú chị. Khủng khiếp thì bây giờ là ở trong cái đường hầm đó đó. Tầng hầm đó đó. Không có gì giống nghe chạy sạch giống. Đây nè. Và cái video chia sẻ về cái này không, em không biết kêu bằng gì luôn nữa. Khu nghỉ dưỡng, khu phức hợp. Villa biệt thự cái này là không villa biệt thự đâu, không phải đây. Cái diện tích sàn xây nó lớn khủng khiếp. Nó rộng hàng ngàn mét vuông. À tới đây cũng kết thúc. Để em sẽ tìm cách rủ anh em đi vào bên trong cái tầng hầm. À, quay cho các chú chị mình xem. Ở đó là em nghi ngờ là có người ở trong đó và có cất giấu gì trong đó đó. Cất giấu gì trong đó đó cô chú chị. Bây giờ video chia sẻ tới đây cũng kết thúc. Xin chào tạm biệt cô chú chị. Hẹn cô chú chị vào clip sau.